Ăn nữa đi con. Ăn nữa à. Trời ơi sao mà nó lem nhem giống như con gì vậy? Giống như con mèo quá. Một thăm cho người nào mến rất trâu lớp. Mỗi người một thăm thôi. Một người thôi. Nó giống con mèo quá. Rồi, đứa này ăn nữa. Trời ơi, thôi cái mặt nó giống như con mặt mèo thật ơi. Ăn miếng nữa đi con. Hai chị em hết điểm này. Rót nước đi, rót nước cho mấy em nó uống. Đứa nào uống đá đó cô nha. Nè, bé nào uống đá? Tụi con uống nước đá không? Đứa nào uống nước đá? À, rồi, bé Ngọc nó uống nước đá nè. Đây, nước đá đây. Rồi, bóc bỏ vô. Thân có uống đá không? Nhờ cho Thân miếng đá nè. Cho Thân miếng đá đó nè. Chị An uống đá không? Thật ơi kêu em nó ăn thất ngôn, thất ngôn khó dùng lề quý rôn ông chờ làm bài. Con ăn đi, con ăn đi, con ngồi con ăn đi, con ăn bánh đi con. Con trai chẳng phải yêu niên cũng giống nhà để cho là tả cảnh hay là để so sánh hay là để khen để chê. Thất ngôn khó như thế, người làm thơ giỏi vô nè, vô lại nè, vô đi, 1, 2, 3. Rồi, xong rồi. Học giỏi trong lớp mới làm được thơ. Đây và chân đây chị em đi học bài. Xin chị con cháu lời, xin con cháu lời, ai con chứ bà. Xin con cháu lời. Tôi biết này, như thế này. Rót cho ba đi lâu quá. Tôi 8 tuổi, nói chống pháp thì được đúng rồi. Vì ông anh già, thằng quân có hôm qua. Làm anh già đó, ông pháp, mà ngày đi pháp về. Gia đình thứ tư, 4 tuổi.
bắt mừng con. Đứng lên cảm ơn bác đàng hoàng con. Khó nhồn có đi. Rồi. Vui quá. Rót nước cái bánh kem cho bác uống luôn đi. Ôi nãy nó vậy, mặt nó giống như mặt mèo keo dính tu luôn. Đau đầu rồi. Dạ, cảm ơn bác nhiều nha. Chưa để rót không nữa con, để rót xong mới vô chứ. Rót cho chị kia nữa kìa. À. Rồi, bây giờ mới chuẩn bị vô nè. Quá ghê. Rồi. 8 tuổi tôi nhớ lớp ông con tay chưa lên volleyball qua trở lại cũng các bạn bè đó lên theo bố thành ra tôi đã lên lớp ông con tay từ ông con tay nhớ kiếm xe đi vô khấu luôn liền nhất mẹ lại nè đi các bạn đó lên các bạn có lên thì mình cứ nhắc ông này kia mình rồi có luôn. 1 2 3 anh Bảo đâu, múc anh Bảo chưa? Thôi được rồi. Để cho e cho bạn ăn con. Bạn ăn. Ăn đi. Ừ con ăn đi. Thôi nó không ăn thì thôi. Đừng ép. Nó ăn thì ăn, nó không ăn thôi thì nó no rồi nha. Thôi con chơi, con ngồi yên chơi đi chứ con giành mấy em chi. Cái này ha. Nó xem cơ.
Đây.